Vâng, chỉ 168 triệu đồng thôi. 168 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay mẫu xe này. Đó, một chiếc xe Kia Morning, một chiếc xe cực kỳ là nhỏ gọn, xinh xinh và đặc biệt là rất tiết kiệm nhiên liệu. Tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, trang bị 4 bánh đa năng đúc và nguồn gốc xuất xứ của chiếc xe này trước đây nó cũng là một chiếc xe đã qua dịch vụ. Nhưng chất lượng của nó thì đã được đảm bảo và kiểm chứng bởi người đang sử dụng chiếc xe này. Đó, đã ra tên tư nhân chính chủ sử dụng rồi, chạy một thời gian rồi. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ lại bán cho mọi người với cái giá 168 triệu đồng. Nếu như cái khách hàng nào quan tâm về cái dòng xe Morning của bọn CC và đặc biệt rất tiết kiệm nhiên liệu như này, xe được trang bị khối động cơ là 1.25 biển Hải Phòng 15A09521. Con này là vẫn nguồn gốc là vẫn ở Hải Phòng. Người ta chỉ mua xong người ta đổ cả vẹt sang tên tư nhân thôi. Vâng, bốn cái bánh đa năng đúc, đó là đa năng đúc rất là hợp lý và rất là rẻ và rất là đẹp cho mọi người. Đó, về phía khách hàng nào có nhu cầu về chiếc xe này, vâng, không cần phải trả góp gì cả, chỉ cần mang 168 triệu đồng đến đây, em bớt cho các bạn rồi em giao hồ sơ cho các bạn thôi, được không ạ? Đăng kiểm chiếc xe thì còn rất là dài và thân vỏ chiếc xe thì cam kết cho mọi người là không có đâm va, đâm xô tai nạn và không ngập nước các bạn nhé. Đó, một chiếc xe có thể nói là còn rất là cứng xe và rất là đẹp cho mọi người. Đó, rất là đẹp cho mọi người. Đó, hệ thống đèn của nó đây, đèn của nó rất là sáng và rất là sạch cho mọi người, rất là sáng luôn. Đó, hai bên đều tắp tắp như nhau, rất là ok. Biển Hải Phòng. Đó, và la đăng đúc của nó đang đúc 4 bánh. Đó, la đúc đây, la răng này giống những chiếc xe la răng nhập khẩu. Đó, rất đẹp. Hệ thống phanh đĩa trước, tất cả cua lốp cua liếc của nó là không có vấn đề gì bụng bọt luôn. Đó, đăng kiểm thì đến tháng 1 năm 2023 nhé, với giá 168 triệu đồng. Đó, hệ thống tay lắm mở cửa mà chrome Picanto, lẹp chân kính và vẻ mưa đầy đủ hết cho xe luôn. Đó, anh em có thể nhìn thấy được. Đó, rất là ok cho mọi người đúng không ạ? Hệ thống đèn hậu của chiếc xe là đèn dấu phẩy form mới. Đó, rất là ok, rất là đẹp, nhìn thì rất sạch sẽ. Nói chung là cái tầm tiền hơn 100 triệu mà các bạn sở hữu một chiếc xe Morning 2013 1.25 cực kỳ đẹp như thế này thì quá là ok đúng không ạ? Không phải bàn cãi gì nhiều về những cái form dáng như này. Cái này chạy thì cực kỳ bền và cực kỳ lành. Đó, cực kỳ bền và cực kỳ lành luôn. Không có vấn đề gì phải suy nghĩ ở vấn đề ở cái chiếc xe này cả. Đó. Tất cả tay lắm mở cửa nó rất sáng nước luôn. Đó, rất sáng nước. Đó, anh em thấy đây. Chúng ta sẽ mở phần nội thất chiếc xe. Nội thất chiếc xe thì được bọc một bộ áo ghế bằng da màu kem màu đen. Đó, chân nỉ nguyên bản. Đó, rất sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Hệ thống vô lăng. Tất nhiên thì nó đã qua dịch vụ nên là tấm vô lăng của nó có độ bào mòn. Mình không tránh được, mình vẫn để nguyên. Đó, nói chung là xe của nó không lỗi. Hệ thống gương kính chỉnh điện đầy đủ. Tất cả cột kèo của nó là zin hết theo xe luôn. Cột kèo nó zin thế thôi. Không có đâm va, đâm xô tai nạn và không có ngập nước các bạn nhé. Đó. Tất cả những cái đường chỉ của nó còn rất là đẹp cho mọi người. Thực ra thì bỏ ra có số tiền là 168 triệu đồng. Bên em có bớt và có bao rút hồ sơ. Thì quý khách hàng cũng có thể là thoải mái sử dụng về chiếc xe này. Đó, một chiếc xe Morning dành cho những người ít tiền mà muốn có một chiếc xe form mới rất là đẹp. Đó, anh em mà thích về bọc nội thất thì bọc nữa là bộ ghế da màu nó sáng sáng thì nó sẽ sáng xe. Còn đây là nguyên bản, tất cả từ táp lô táp ly của nó còn khá đẹp cho mọi người. Vâng, 168 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe này. Vậy thì anh em nào nhanh tay nhanh chân thì đây là một chiếc xe khá hợp lý. Cam kết cho các bạn là cột kèo đầu đít của nó không có lỗi. Tất cả cái đường chỉ của nó còn rất là zin cho mọi người. Đó, rất là zin. Những cái vết này là vết bẩn nhá. Nếu mình chỉ chạy lại thì nó sẽ là các bạn biết ạ, nó sẽ mới tinh luôn. Sơn nó mới tinh. Nhưng đây là chỉ zin theo xe. Đó, nên là các bạn yên tâm một điều là xe nó rất là cứng và rất là đẹp. Kích kiếc và lốp dự phòng của chiếc xe thì đầy đủ hết theo xe. Đây là phần gầm. Đây, tất cả đều rất là ok, được dán rong chống ồn hết rồi nhé các bạn nhé. Đó, hệ thống tất cả cái phần nhựa của nó còn rất là đẹp. Nó tuy nó bóng nhưng mà nó rất là đẹp. Tất cả nó không có đâm va, đâm xô tai nạn gì. Đó, rất là ok cho mọi người.
rất là ok đúng không ạ? Vâng, một chiếc xe không thể chê vào đâu được ở cái tầm tiền như thế này thì quý khách hàng có thể sở hữu nó với một cách quá là thoải mái luôn. Vâng, tâm lý thoải mái khi các bạn có xe này nó là một chiếc xe dịch vụ ra, một chiếc xe taxi ra, các bạn đồng ý thoải mái thì các bạn mua thôi. Có đâu để mà nói tiền nào của đấy đúng không ạ? Với một chiếc xe mà đã xe gia đình xịn sò thì chắc chắn là nó sẽ không có cái giá như thế này. Lét căng vuông một câu là như vậy. Xe được trang bị màn hình HD MP5, có cả cam lùi nét căng luôn, rất xịn sò. Hệ thống gạt mưa phun nước của chiếc xe thì vẫn hoạt động bình thường và nước loi thì còn rất là nhiều. Tất cả hệ thống kính điện của nó đều rất là đẹp, rất ok. Rất là đẹp cho mọi người. Còi thì rất là to. Màn hình này thì sẽ có thể sử dụng bằng thẻ nhớ hoặc là USB. Ở đây thì nó có một cái thẻ nhớ rồi. Tất cả đều rất là đẹp cho mọi người. Có thể chạy bằng Bluetooth đàng hoàng. Lộ thất chiếc xe đây. Trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện, gương điện. Rất là ok cho mọi người. Hệ thống điều hòa khá mát, trang bị chìa khóa khiển luôn. Nội thất ghế da là nguyên bản, cổ số không rung lắc gì. Giờ chúng ta sẽ mở phần khoang máy ra để kiểm tra về máy của chiếc xe này, xem chất lượng máy của nó như thế nào, có đảm bảo cho chúng ta chạy không nha các bạn nhé. Có đảm bảo cho chúng ta đi và chúng ta chạy hay không. Hệ thống đèn pha đèn nó rất là sáng, sơn xi sạch sẽ và đẹp đẽ sáng bóng luôn. Đây là phần khoang máy chiếc xe này. Máy của nó lổ rất là êm, chân máy của nó chưa ra, mặt dàn cò còn zin. Mặt dàn cò góc này nó hơi giống dầu, còn cái gioăng của nó chạy nhiều tối thì cái gioăng này mình thay nó đơn giản thôi, chỉ mấy trăm nghìn thôi. Cái gioăng này nó lâu ngày nó sẽ thối gioăng. Tất cả đều rất là ok. Giảm sóc của nó rất là đẹp. Cabo ga biếc của nó, lắp cabo của nó còn nguyên bản hết này. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có giới thiệu qua cho mọi người về một chiếc xe Kia Morning nhỏ gọn xinh xinh và đặc biệt rất tiết kiệm nhiên liệu, đời 2013 và giá tiền chỉ có 168 triệu đồng. Vậy quý khách hàng nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ cho máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Số điện thoại của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Cảm ơn tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý vị, anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.